Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo của chị Cố, tập 24. Sẽ xem xem là chị Cố cuối cùng sẽ giải quyết tên quỷ vương họ Trang này như thế nào. Khi mà hắn nhất định là đòi cưới một người vợ là đàn ông, mọi thứ nó rất là buồn cười, nó rất là tấu hài và nó cũng rất là oai oăm. Hãy nhớ, đây là comment của nhau thảo luận và đừng quên, hãy giúp A Tốn đề xuất video bằng cách ấn nút like, nút share. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. cũng sợ lắm đó Tôi luôn cảm giác khách sạn này vô cùng tà môn Âm trầm Nhà khác không bị cúp điện Chỉ có mỗi nơi này bị cúp điện là sao Thế là sao Theo tôi được biết Thì khách sạn này có các loại biện pháp Ứng phó rất tốt mà Chưa từng bị ngắt điện Bởi vì họ có thiết bị tự động cung cấp điện đó Đột nhiên bị cúp điện Tôi nghĩ mọi thứ không bình thường Này đừng có nói nữa thật là ghê người đó Không nói khách sạn bên này náo nhiệt ngay cả trên internet lúc này cũng mỗi người một câu còn có người nói thiệu nhất chu gần đây thật xui xẻo có phải là bị quỷ theo hay không cho nên mới phát sinh liên tục những chuyện ma quái đương nhiên câu nói như thế chắc chắn sẽ không được người theo khoa học tin tưởng còn có thể mắng là nói cái gì bậy bạ cái gì mà bị bị quỷ quấn lấy chứ câu bịa đặt thì cũng có chút mức độ thôi được không một câu nói ra nội dung toàn là bịa không à nếu như tôi nói đây là khách sạn có vấn đề, thang máy mắc lỗi, nóc nhà có vấn đề, thôi thôi đừng đổ lỗi lung tung nữa được không? Em gái tôi là phục vụ khách sạn đó. Nghe nói bên kia đang khẩn trương cứu viện rồi. Không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nhưng thang máy, lúc trên một lúc, lúc dưới một lúc, họ vất vả lắm mới mở được cửa thang máy. Thang máy căn bản là... Ai... Không ở một chỗ mà cả buổi tối cứ chạy ngược chạy xuôi theo thang máy đó. Bởi vì lẽ đó, Chuyện này thật ra không thể trách khách sạn được, là thang máy bị lỗi. Này, ý, ý anh muốn nói là thang máy nó thành tinh à? Thang máy có vấn đề thì chẳng phải là trách nhiệm của khách sạn hay sao? Khách sạn nếu như phát hiện sớm một chút, thang máy có vấn đề đem xử lý đi, nhất chu làm sao xảy ra chuyện? Đúng rồi, hiện tại tôi rất lo lắng cho an toàn của nhất chu đó. Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm đâu, mà phải cứu người ra chứ. Nghe nói người của tổ hậu cần khi cứu viện thiệu nhất châu cũng bị nhốt nốt ở trong thang máy đó lại còn thế hay sao khách sạn gì mà tà môn như vậy sau này rồi còn ai dám ở vào lúc này bị vây ở trong thang máy quản lý khách sạn và người của tổ hậu cần cũng gấp đến muốn khóc bọn họ làm sao nghĩ đến cứu người không được trái lại còn phải nhờ người cứu hơn nữa thang máy này đúng là có vấn đề cọt kẹt cọt kẹt lay động liên tục thì thôi lúc trên lúc dưới bọn họ ở trong thang máy hoảng hốt tựa hồ còn nghe được cả tiếng người nói chuyện thế này rốt cục là sao họ chàng giống lên một tiếng trực tiếp làm cho toàn bộ điện của khách sạn gần như bị hỏng thang máy cọt kẹt kêu vang tựa hồ như lập tức muốn đóng lại ý đồ muốn thoát khỏi cô gái tóc dài nhưng cô làm sao chịu để im chỉ nửa bước cô đã dẫm vào họ trang kia không thể khống chế thang máy đi lên bởi vì chân cô kẹp không thể nào di chuyển nổi. Đầu óc của hắn bắt đầu chuyển động, thang máy lại đột nhiên đi xuống. Cảm giác không trọng lực khiến cho Thiệu Nhất Chu và quản lý kêu lên. Cứu mạng, cứu với! Trợ lý lập tức yếu ớt. Mắt trợn trắng lên, một lần nữa lăn ra hôn mê bất tỉnh. Đột nhiên thang máy lại hạ xuống. Thang máy cọt kẹt cọt kẹt, một thoáng treo dính ở trên mô bàn chân của chị cố. Cùng lúc đó, Cửa thang máy hoàn toàn bị mở ra Chị cố đứng ở cửa thang máy Trước mặt là một mảnh vực sâu tối tăm Chỉ cần tiến lên một bước Là rơi xuống chết không có chỗ chôn Họ chàng Đáng lẽ đang theo thang máy đi xuống Giờ khắc này đột nhiên xuất hiện Đằng sau cô gái tóc dài Hắn muốn đẩy cô xuống Chị cố tự hồ sợ hết hồn Khiếp sợ kêu lên một tiếng Thân thể lào đảo rơi xuống Hắn trơ mắt nhìn cô gái tóc dài rơi vào khoảng không thang máy. Lúc này mới âm trầm nở nụ cười. Chỉ là nhân loại nhỏ bé mà đòi đấu với một quỷ vương như ta hay sao? Mặc kệ, cô gái tóc dài lợi hại đến đâu cũng không thể nào leo tường được. Mà nơi đây là tầng 30. Một nhân loại bị rơi xuống muốn sống sót là điều không thể. Hắn cào hứng đến nỗi muốn khua tay múa chân Chỉ cần cô gái tóc dài này chết Sẽ không ai có thể quấy nhiễu tình yêu của hắn nữa Hắn biết tiếp theo chỉ trong một chớp mắt Vốn rơi xuống khoảng không thang máy Không ngờ cô gái tóc dài lại từ từ Chậm rãi bay lên giống như là u linh vậy Đôi mắt của cô âm trầm, khuôn mặt trắng xanh đầu tóc vừa dài vừa đen bay phất phơ trong gió mặt cô không có cảm xúc nhìn hắn chấn động làm cho họ trang không tự chủ được mà lôi lại nháy mắt hắn còn tưởng rằng cô gái tóc dài vừa chết đã lập tức biến thành quỷ tìm hắn báo thù bất quá sau một khắc hắn phản ứng lại được căn bản là cô gái tóc dài này chưa chết nhưng cô ta làm sao có thể bay lơ lửng như vậy Thế này không đúng Hắn còn đang nghi ngờ không thôi Đã thấy cô gái tóc dài bay tới Dưới chân dẫm lên nữ quỷ áo đỏ Giờ khắc này tiếng oán thán Ê à Cô có biết là cô nặng lắm hay không Cô gái tóc dài nhếch miệng Thành khẩn nói Thật bất tiện Thật vất vả rồi Nữ quỷ áo đỏ hừ một tiếng lúc nào về nhất định là phải ăn một ngọn nến đó họ trang choáng váng mẹ nó vậy cũng được hay sao người thành quỷ cũng không cần mặt mũi hay sao vào lúc này họ trang còn quên mất chính hắn cũng là một con quỷ còn phải đi vác con lợn sau khi thế cục trở nên kịch liệt họ trang không dám chính diện đối mặt với cô gái tóc dài hắn vác thanh trường đao ở trên tay pho tượng ngoài hành lang quay bổ thẳng tới cố phi âm Nữ quỷ áo đỏ một lần nữa ngưng tụ ra cái roi oán khí. Lần này cầm roi trong tay dùng sức vung mạnh một cái. Trên cái roi lộ ra vẻ âm lãnh. Khi thế so với nữ quỷ không chỉ cao gấp trăm lần. Hắn cũng không dám đánh như trước. Lấy tay đỡ chỉ có thể nghiêng người né tránh. Nắm lấy trường đao đứng đối diện. Cái roi quấn vài vòng quanh đao. Đem thân đao quấn lấy. Dùng sức kéo một cái họ trang không dám tranh đoạt liền thả tay trường đao rơi xuống đất cái roi cũng rơi trên vách tường đánh ra một cái vết thật sâu mơ hồ còn tản ra hắc khí họ trang trong bụng kinh hãi lần thứ hai hoài nghi về lai lịch của cô gái tóc dài này cô ta ăn quỷ còn chưa tính lại có thể sử dụng vũ khí quỷ tự thân oán khí ngưng tụ ra cô ta vốn là người không lẽ là người tu luyện thành tinh hay sao? Không đúng, bởi vì trên người của cô ta cũng làm gì có yêu khí. Đừng nhìn hiện nay, hắn cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Hắn biết mình không phải là đối thủ của cô gái tóc dài. Thân hình xoay một cái, đã chạy vào trong thang máy, muốn trực tiếp mang thiệu nhất chu đi. Nữ quỷ áo đỏ, cõng cô gái tóc dài đuổi theo. Ở dưới chân, hướng 9 giờ, họ trang mang thiệu nhất chu chạy rồi. Thiệu Nhất Chu sắp sửa bị dọa chết, liều mạng lay thang máy, đạp đi đạp lại, trong miệng vẫn nói cút đi. Cậu đem tất cả bùa bình an trong người lấy ra, liên tiếp hướng về phía họ trang. Quản lý ở bên cạnh hỗ trợ, bất quá, cũng không dám trực tiếp chạm vào con quỷ. Chỉ là cẩn thận, kéo Thiệu Nhất Chu, miễn cho cậu thực sự bị quỷ kéo đi. Họ trang lúc này nguyên khí đại thương, những lá bùa bình an kia cũng có mấy phần pháp lực Nhất thời hắn không sao chạy được Rốt cục hắn không nhịn được Trong lòng hung ác Túm lấy thiệu nhất chu nhất quyết mà đi Thiệu nhất chu gào lên Ây da, à, chị cố Cứu mạng với Cố phi âm tuy rằng không nhìn thấy Nhưng mũi vẫn có thể ngửi Lúc này cô có thể ngửi được hương vị này Dựa vào cảm giác một roi vùng tới Mặc dù cô không thể đi xuyên tường Nhưng trong tay có roi oán khí Họ Trang chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu Mà con fan quỷ kia cũng đánh tới Họ Trang theo bản năng buông thiệu nhất chu ra Lui về phía sau mấy bước Vừa tránh cái roi Vừa đụng phải một cái thang máy khác Thiệu nhất chu thoát được một kiếp sợ đến muốn khóc Một lần nữa cảm giác Mình đẹp trai là quá sai Đương nhiên người ở trong thang máy Cũng sợ đến run dậy họ không biết là cái thang máy ở bên cạnh họ có vấn đề gì này cái thang máy này liệu có rơi xuống không vậy không không thể nào đâu Từng nghe có người đang nói chuyện đó cái anh có nghe thấy không là là thật sao ấy làm gì có ai nói chuyện đừng có dọa nhau người nhìn trên đầu nói hình như là một người đàn ông đang mắng chửi người ta đó vừa nói ở trong thang máy mấy người tê dại cả da đầu trong thang máy đen thôi chỉ một cái đèn pin cầm tay sáng mờ mờ. Giờ khắc này xem ra tình cảnh vô cùng khủng bố. Được rồi, được rồi. Đừng có nói nữa. Đều đứng chờ ở đây đừng có nhúc nhích đó. Đừng tăng thêm gánh nặng cho thang máy nghe chưa. Giờ khắc này, họ Trang đang đứng ở trong đỉnh thang máy. Tức giận, đến mức nhảy nhót tại chỗ. Thang máy lại mắc kẹt, thêm lắc lơ. Ta nói cho các người biết. Ta nói cho các người biết đó Đừng có bắt nạt quỷ quá mức Nếu như chọc tới ta Các người cũng không có đủ ngon mà ăn đâu Cố phi âm không thể Để cho hắn cằn nhằn Men theo âm thanh Một roi vụt tới Họ chàng không dám liều đón đỡ Một lần nữa lui về đằng sau né tránh Lần này trực tiếp rơi xuống trong thang máy Mấy người ngồi trùm hồm ở bên trong chờ cứu viện Hoảng hốt Nhìn thấy thang máy hình như có bóng dáng của một người chỉ là không rõ Mơ hồ như xương như khói Họ trang phản phất Nhìn thấy trong ánh mắt đen của cô gái Tràn đầy vẻ thèm rõ rãi Lập tức nghĩ đến cảnh Bị cô đè xuống gặm mất cánh tay và nửa cái đầu Giờ khác này Họ trang dùng mình sợ hãi Đương nhiên là ở trong thang máy Mấy người đàn ông lúc này sắc mặt cũng tái nhợt Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng Âm thanh của phụ nữ thăm thầm Từ trên đỉnh đầu truyền đến Lạnh lùng âm trầm Này hình như là họ bàn nhau ăn thịt cái gì đó Tại sao âm thanh kia lại truyền đến từ trên đỉnh đầu Đây đâu có phải là lầu 1 lầu 2 Không có cách âm Bọn họ bị nhốt trong thang máy Ngoại trừ nơi đây Ở bên trên tất cả đều trống không người bình thường có thể xuất hiện ở chỗ đấy hay sao chứ lại còn nói ra những lời như vậy sao vậy chỉ có thể chứng minh là lời này không đơn giản trong lúc nhất thời họ sững sờ nín thở nhìn đỉnh đầu không cả dám động đậy yên tĩnh một hồi lâu không có âm thanh kỳ quái gì chuyển đến nữa một người trong đó run cầm cập này các người các người đã nghe chưa nghe được nghe được anh cũng nghe được sao nghe được đó Mấy người nhìn nhau Cảm thấy cổ họng khô khốc Trên mặt đều là vẻ hoảng hốt Chuyện chuyện gì xảy ra vậy Không phải là chúng ta lại gặp ảo giác chứ Ấy có đúng không Âm thanh kia rất rõ Như sấm động bên tai Làm sao có thể là nghe lầm được Lại vừa nghĩ Đêm nay gặp những chuyện không thể nào giải thích Thang máy lúc cao lúc thấp Toàn bộ khách sạn cúp điện Chẳng lẽ cũng chính là vì gặp yêu ma quỷ quái Lại nói Yêu ma quỷ quái đánh nhau ở trong thang máy Thật là làm cho người ta không thể tin nổi Khi bọn họ còn đang nghi ngờ không thôi Thì từ dưới chân Đột nhiên lại chuyển đến một âm thanh cọt kẹt Cọt kẹt Như là tiếng người ta đang nhai chóp chép Cái gì vậy Không phải chứ Là là đồ ăn sao Bọn họ nghi hoặc liền nghe tới dưới chân có một giọng nữ vang lên. Quả nhiên là rất thơm. Không nghĩ tới lần trước ta mới ăn xong hai cánh tay của ngươi, nhanh như vậy mà đã mọc ra rồi sao? Mấy người ở trong thang máy bên kia choáng váng, bọn họ nhốt nước bọt, hàm răng đánh vào nhau canh cách. Lúc này mắt đã trợn trắng, cuối cùng lăn ra hôn mê bất tỉnh họ trang là bị cô gái tóc dài nữ quỷ áo đỏ và con quỷ phan nữ ép không chịu được nữa không cẩn thận bị cô gái tóc dài lấy roi quấn lấy cánh tay cái roi dài rơi vào tay của cô gái này thì rất khác biệt chí ít là hắn không thể nào giật đứt được cái roi mắt thấy mình bị cuốn cánh tay bị cô gái tóc dài kéo tới hắn nhanh chóng túm chặt lấy một bên thang máy ổn định lại thân mình. Bên kia dùng sức kéo, bên này cũng dùng lực rằng kéo qua kéo lại, chỉ khổ mấy người ở trong thang máy. Không được, họ trang hiểu rất rõ, hắn không thể nào bị kéo qua. Nếu như bị kéo qua thì làm gì còn đừng sống. Cô gái tóc dài nói muốn ăn hắn, khẳng định không phải là nói đùa. Hắn từng bị ăn, tự nhiên biết là cô muốn ăn hắn. Nếu như bây giờ hắn bị cô kéo qua thì khẳng định là đến cả hồn phách cũng chẳng còn. Con quỷ fan ở bên cạnh Lên nói mát <laughs> Ta nói Người này Quỷ này cũng thật là quá đáng Người ta muốn ăn người như vậy Thành tâm thực lòng muốn ăn người thì cho cô ăn đi Sao còn được chống cự như thế chứ Người phụ tâm ý của người khác Có phải là không tốt lắm hay không Lúc này Họ trang choáng váng Nữ quỷ áo đỏ cười lạnh Thì ra ngươi cũng muốn chạy Ngươi dùng chân tâm Ép buộc nhất chu Sao không cảm giác là mình bị người ta ép chứ Còn không cho người ta chạy Hiện tại muốn ăn ngươi Ngươi đã biết chạy là như thế nào chưa Họ Trang lúc này đã muốn khóc Một người phụ nữ là một con cọp cái Mà ở đây lại có đến ba con Đủ để cho hắn chịu khổ Hắn cũng biết Các nàng không hề buông tha cho hắn Hết cách, hắn chỉ có thể tự đoạn một tay để tự vệ. Sau đó, hắn nhìn cô gái tóc dài, đem cánh tay của hắn quấn tới. Chỉ thấy nhóp nhà nhóp nhép bắt đầu ăn, khuôn mặt rất hưởng thụ. Quả nhiên thật thơm ngon, không nghĩ tới lần trước vừa mới ăn xong. Hai cánh tay, nhanh như vậy đã mọc lại. Họ chàng còn hy vọng cô gái tóc dài ăn thêm mấy miếng, để có thể đối xử với hắn nhẹ nhàng một chút, nào có ngờ cô ăn thật vui, cảm thấy ăn quá ngon liền càng, càng kiên định muốn bắt hắn nữa, chỉ thấy cô vung roi, một tay vẫy vẫy cái tay cột của hắn, khi thấy lạnh lùng, một lần nữa chộp tới phía hắn. Như vậy rất tốt, vốn là mất đi một tay, họ Trang không dám khinh thường, cũng không dám lấy cứng đối cứng với cô, hắn liền xoay người bỏ chạy con quỷ phan nữ xông lên chặn đường đi của hắn nữ quỷ xách theo cố phi âm đuổi theo cố phi âm ngửi mùi liền vụt cái roi tới họ trang né tránh mấy lần dùng đến nguyên khí đại thương một lần nữa bị trói thân thể lần này hắn không có cách nào để tự thoát tự vệ như trước nữa sau khi trói chặt lấy họ trang cố phi âm nghiêng người tiến lên vẫy vẫy cánh tay cột, đánh thẳng lên người của họ trang đem hắn đánh đến nỗi nổ cả đom đóm mắt không nhìn ra đông tây nam bắc họ trang thoi thóp mếu máu xin lỗi xin lỗi ta đã sai rồi ta sai rồi ta sai rồi còn không được xa hô ta không có ý một quấy giày nhất chu ta chỉ muốn nhìn thấy hắn không nghĩ tới nhất chu u mê mới mới nhất định là là ta không ép buộc nhất chu nữa Ta không dám ép buộc nhân chu nữa Con quỷ phà nữ nói Ta chỉ ở bên cạnh Ngắm nhất chu thôi Ta đâu có muốn cưỡng ép chàng kết hôn đâu Này Đó chẳng phải là do ta quá yêu thích cậu ấy sao Cố phi âm Đem họ trang về hành lang tầng 32 Từ trong túi cầm một cuộn len ra Cuộn len này là lúc đi đặc biệt đặc biệt mang theo chính là vì để trói quỷ. Trước đi Đại Long Sơn quên mang, chứ nếu như mang theo thì nhất định cô có thể bắt được thêm mấy con quỷ nô, bán thêm được vài đồng, thật là đáng tiếc. Cô đem họ Trang trói lại rồi dắt đi, đem roi oan khí trả lại cho nữ quỷ. Nữ quỷ vào lúc này mệt đến nỗi không muốn nói, từ sau khi làm quỷ lâu lắm rồi cô mới mệt như vậy. Cũng không biết tại sao chị cố nặng đến như vậy chứ trong thân thể thì cũng đau đến nỗi vào lúc này đột nhiên nhớ đến là bính tỷ tỷ nếu như có bính tỷ tỷ và bà già lao công thì chẳng phải là mọi việc bê vác cứ giao cho họ họ trang bị bắt khách sạn cũng từ từ khôi phục lại thang máy lại vận hành bình thường điện lại có thể dùng được khách sạn đang tối tăm mù mịt dần dần sáng lại thiệu nhất chu cuối cùng từ trong thang máy đi ra cùng đi theo còn có quản lý. Ba trợ lý ngất xỉu cũng được mang ra ngoài, đưa đến phòng y tế. Quản lý khách sạn và bộ hậu cần mấy người cũng từ thang máy bên kia bước ra. Bọn họ sợ đến nỗi bò lăn bò tài sắc mặt tái xanh, không còn huyết sắc, tựa như là bị thứ gì đó. Kích động, rõ ràng là mùa đông nhưng toàn thân nhơ nhớp mồ hôi, quần áo đều đã ướt, làm cho đám người giật mình. Này, có phải là bên trong quá kinh khủng hay không? Không sao rồi, các người đừng có sợ nữa. Mau mau, đi đến phòng y tế kiểm tra xem một chút. Đúng đúng, nhanh đi, thuận tiện thay y phục. Nếu không bị cảm thì sẽ không tốt. Đừng lo lắng, không sao rồi, không sao rồi. Quản lý khách sạn và bộ hậu cần bây giờ cũng có nỗi khổ không nói thành lời. Bọn họ đâu có đơn giản là bị thang máy làm cho sợ. Rõ ràng là bị yêu ma quỷ quái không thể diễn tả nổi làm cho kinh hãi nhưng vào lúc này lại không thể nói ra. Họ chỉ có thể cười khổ đi đến phòng y tế. Hôm nay gặp những thứ quá kỳ lạ, chỉ sợ nói ra cũng chẳng ai tin. Này, các anh nói, trên đời này thật sự có yêu ma quỷ quái sao? Ê, cứ chuyện này, trước ngày hôm nay tôi không tin, nhưng bây giờ thì tôi nghĩ là có đó. Này, chúng rất đáng sợ, chúng lại còn ăn thịt lẫn nhau. Chuyện này tốt nhất chúng ta đừng có nói ra, nếu không yêu quái biết được chúng ta biết được bí mật của họ Tới tìm chúng ta báo thù thì thảm rồi Đúng rồi An toàn là quan trọng Đừng có nói lung tung nữa Thiệu nhất châu lúc đi ra Chân mềm nhũn Đặc biệt là nhìn thấy chị cố Đang dắt họ trương ủ rũ héo hon Lại càng thêm tức giận Trợn mắt nhìn họ trang Đáng đời Để xem ông có dám đến uy hiếp tôi không trốn ở đao sơ đằng sau lưng thiệu nhất chu quản lý nhìn thấy cô gái tóc dài âm trầm lại nhìn lại họ trang ở phía sau cô gái tóc dài còn có cả nữ quỷ áo đỏ và con phan nữ quỷ hắn lau lau mặt một đêm này thật sự khiến cho thế giới của hắn xảy ra biến hóa đến long trời lở đất sau này có thể hắn không dám ra khỏi cửa buổi tối ở trong nhà vẫn là an toàn hơn hiện tại họ trang cũng đã bị bắt sự tình coi như kết thúc Đám fan theo bên cạnh Thiệu Nhất Châu xin chữ ký. Ở trong làng giải trí có mấy idol thì các cô thích nhất chính là Thiệu Nhất Châu. Nếu như có thể ký tên thì chẳng phải là các cô sẽ vui muốn chết hay sao. Tuy rằng là đã chết thật thế nhưng vẫn cứ bám theo Thiệu Nhất Châu đấy thôi. Thiệu Nhất Châu rất cảm ơn con fan nữ quỷ đã giúp mình ngăn cản họ trang, vì vậy sảng khoái. Hỏi Cố đại sư bây giờ phải xử lý họ trang như thế nào hay là lại giao cho trương đạo trưởng họ trang rũ đầu trong mắt vui vẻ nếu như giao cho trương đạo trưởng thì có thể chạy trốn thậm chí có cơ hội sẽ đông sơn tái khởi cố phi âm nhếch nhếch khóe miệng nói tạm thời giữ hắn lại hắn còn có tác dụng đó nữ quỷ áo đỏ hỏi là tác dụng gì vậy tất cả mọi người nhìn về phía cố đại sư cố đại sư âm trầm trên một mặt chờ mong họ trang cuối cùng sẽ bị tôi ăn hết ai nhưng mà tôi muốn để dành ăn dần cũng tiện nghi cho tôi hơn họ trang trợn mắt mẹ kiếp cô có còn là người hay không cô là ma quỷ thì có sự kiện trong thang máy đã xong người của khách sạn từ đầu đến cuối cũng không rõ có chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy thang máy bỗng nhiên xảy ra sự cố. Không biết gì cả cũng tốt, cơ mà có mấy tên nghe lén được một chút nội tình thì sợ đến vỡ mật. Không dám hé ra một lời. Người ta hỏi đến thì lắc đầu quầy quậy nói chúng tôi chẳng biết gì cả, đừng có hỏi chúng tôi, chúng tôi chỉ là người bị hại. Hóng hớt được loại chuyện như yêu ma quỷ quái, làm sao có thể tùy tiện nói ra chứ, không khéo là không sống nổi nữa. Khách sạn cũng thực sự không tìm được ra nguyên nhân Gây sự cố Chuyện này giải quyết cho nhân viên của mình thì còn dễ Thêm một chút tiền an ủi là xong Nhưng ở bên Thiệu Nhất Châu thì không có đơn giản như vậy Người đại diện Thiệu Nhất Châu nổi tiếng là khó tính Bây giờ ở khách sạn bị dọa đến nỗi suýt mất mạng Thì làm sao còn hiền nổi Đừng nói là Thiệu Nhất Châu Nếu như một người bình thường khác vướng vào chuyện này Thì cũng không thể nói qua loa cho xong Cuối cùng mấy người quản lý chính của khách sạn đều tập trung trước cửa phòng của thiệu nhất chu thái độ vô cùng thành khẩn hy vọng có thể nhận được sự thông cảm của thiệu nhất chu và nhóm của anh bọn họ nói mấy câu như chuyện hôm qua đúng là khách sạn của họ sai này này nọ nọ họ sẽ tiến hành thay đổi sửa chữa cũng sẽ đưa ra bồi thường xứng đáng này này nọ nọ thế nhưng điều làm cho họ kinh ngạc đó là người đại diện khó tính nhất trong truyền thuyết vậy mà lại không hề chất vấn ngược lại còn đồng tình vỗ vai họ tôi hiểu mà gặp phải tình huống hôm nay là mọi người ngoài ý muốn nhưng tôi cũng hy vọng mọi người có thể tranh thủ thời gian đưa ra phương án giải cứu nếu như gặp lại những chuyện tương tự có phải tiến hành giải cứu sẽ nhanh hơn người phụ trách cũng đau đầu thang máy bỗng nhiên nổi điên lên hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ kèm thêm việc sau này toàn bộ khách sạn đều bị cúp điện nó còn nâng lên hạ xuống nhiều lần hiện tượng này thật là không thể nào giải thích nổi giống như là bị quỷ ám vậy nếu không ai có thể giải thích được việc thang máy bị ngắt điện làm sao có thể vận hành được ờ, yên tâm yên tâm chúng tôi nhất định là sẽ xử lý chúng tôi rút kinh nghiệm lần này rồi sau này nếu như gặp tình huống tương tự chắc chắn là sẽ cứu khách ra ngay lập tức yên tâm Hai bên còn thương lượng xong, chuyện này coi như đã nói rõ. Công ty người mẫu Thiệu Nhất Châu còn đăng tin, nói khách sạn, biện pháp cứu viện rất tốt. Thiệu Nhất Châu được người hảo tâm giúp đỡ, bây giờ đã bình an thoát hiểm. Phan Hâm Mộ không cần phải lo lắng, vân vân này nọ. Cái tin này đăng lên khiến cho khách sạn vô cùng cảm kích, xúc động mãi không thôi. Bọn họ không nghĩ tới, Thiệu Nhất Chu lại không hề khó tính, ngược lại rất dễ nói chuyện, không giống như là người ta vẫn cứ đồn đại. Người đó chứ ít đều là người thấu tình đạt lý, gặp chuyện lớn như vậy cũng không tìm bọn họ gây sự, mà lại còn giúp giải thích. Phong độ đúng là phi phàm. Người đại diện không nghĩ tới, mình lại được phát thẻ người tốt như vậy. Nếu như anh không tìm thấy tên họ Trang kia, cùng với mấy con sắc quỷ. Vì Thiệu Nhất Chu đánh nhau, tiếp đó ồn ào đến mức khách sạn muốn sập, thì chắc chắn là anh muốn phải nói rõ với khách sạn. Không những chửi cho họ kêu cha gọi mẹ, không nổi, còn muốn kéo khách sạn đó ghi vào trong sổ đen. Sau này sẽ không bao giờ, không một lần nào đến đây nữa. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, người đại diện biết chân tướng của sự việc. Hơn nữa chỉ có một số người mới biết Tính ra khách sạn này cũng giống như bọn họ, chẳng qua đều là người bị hại. Cái này thì chẳng thể trách ai được, chỉ trách là họ trang bị nhan sắc làm u mê, chỉ trách là vì Thiệu Nhất Chu quá đẹp trai. Đúng là đẹp trai là quá sai. Người đại diện lau mặt, được rồi, anh vẫn nên đi cầu 18 cái bộ bình an đeo lên cổ cho yên tâm. Tiếp đó khách sạn cũng đăng tin giải thích, đầu tiên nói rõ về sự cố vừa qua, sau đó biểu đạt sự ái náy bởi vì đã làm ảnh hưởng đến thiệu nhất châu cũng tạ ơn thiệu nhất châu thông cảm về sau bọn họ sẽ nhất định là kiểm tra khách sạn cẩn thận tuyệt đối không tái phạm nữa ở phía bên thiệu nhất châu giải thích bên phía khách sạn đều khá hòa nhã cũng không ai trách ai sự tình hài hòa vui vẻ thế nhưng đều làm cho cộng đồng mạng bùng nổ nhất là fan hâm mộ của thiệu nhất châu họ thấy việc này không thể bỏ qua Rõ ràng là bên khách sạn sai Làm sao lại phải làm hòa như thế Phan hâm mộ sâu xé Quản lý của Thiệu Nhất Châu Nhất định họ không đồng ý Bởi vì Thiệu Nhất Châu là người bị tổn thương Làm sao lại có thể giải quyết Một cách tùy tiện như vậy Khách sạn bên kia có khuyết điểm Cứu người mà nửa tiếng trời còn không cứu nổi Thậm chí còn mất điện trên diện rộng Bởi vì quá hoảng sợ Một số fan chờ bên ngoài Thậm chí cũng thấy bị tổn thương Mặc dù không có lớn chuyện Nhưng tuyệt đối không bỏ qua Này người đại diện rốt cuộc là bị làm sao vậy Nhất chủ suýt nữa bị hại chết Mà chuyện cứ thế mà bỏ qua Lại còn thông thông cảm cảm cái gì chứ Nếu như đổi lại là tôi Không có thông cảm cái gì cả Là tôi Tôi cũng không có làm như vậy Dù gì sự tình lần này lớn đến như thế Nghe nói nhóm thiệu nhất chu bị kẹt đến hơn nửa giờ đồng hồ Tôi sợ thang máy trong nháy mắt rơi xuống Thế mà quản lý công ty còn đưa ra quyết định như vậy Chắc chắn bên trong có vấn đề rồi có thể là vấn đề gì đây? Chẳng lẽ thật sự là do quỷ ám cho nên không thể truy cứu trách nhiệm sao? Vậy thì còn mắc cười hơn đó. Ây, thiệu nhất chủ nếu như thông minh thì mau mau đổi người quản lý đi. Tính mạng gặp nguy hiểm mà còn làm hòa nổi. Ban đêm còn dám tiếp tục ở khách sạn đó. Đúng là to gan. Được rồi, được rồi, mấy người thôi đi. Nhất chủ bây giờ đã bình an rồi để cho anh nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện không muốn xảy ra thì còn cứ lôi kéo ở mỹ nó làm gì này tôi nghe một chị em bảo Khách sạn có khả năng là có ma quỷ ám đó Nghe nói người phụ trách Và đội kỹ thuật đi cứu thiệu nhất chu cũng bị nhốt ở trong thang máy bên cạnh Sau đó khi ra Mọi người thấy không bình thường Mặt mũi của ai nấy đều trắng bạch Nhưng nhất quyết là giữ kín miệng như bâng Mọi người đoán Bọn họ liệu có phải là biết chuyện gì chăng Không lẽ chỉ một mình tôi hiếu kỳ Muốn biết ai là người đã hảo tâm cứu nhất chu hay sao Ở trên mạng người ta cãi nhau y xèo, đủ các loại suy đoán, xem ra sự việc này không thể nào lắng xuống được. Thiệu Nhất châu cũng chẳng có tâm trạng mà quan tâm. Từ khi được cứu đến giờ, anh ta trở thành vật trang sức của cố đại sư. Cô đi đến đâu thì anh đi đến đó, chỉ cách xa ba bước thôi đã sợ đến đầu chảy mồ hôi. Anh luôn cảm giác ở bên cạnh có người đi theo theo dõi sắc đẹp của mình. Đến thậm chí cả khi ngủ, anh cũng muốn trải chăn nằm dưới đất cạnh giường bên cạnh cố đại sư. Bởi vậy, nếu như xảy ra chuyện gì, anh sẽ lập tức vọt tới cầu cứu cố đại sư. Không chỉ mình Thiệu Nhất Chu nghĩ vậy, ngay cả người đại diện trong đầu cũng dục dịch. Mặc dù vị cố đại sư vô cùng âm trầm và đáng sợ, nhưng rất siêu, là ân nhân cứu mạng của bọn họ và bắt đi tên đại vương kinh khủng kia. Người như thế thì chắc chắn không phải là người tầm thường. Đùi cao, ai mà chả muốn ôm. Thế nhưng cố đại sư bây giờ đi đâu cũng mang theo họ trang. Tuy rằng gã đã không còn lực uy hiếp, vừa mất cánh tay lại còn vừa bị trói, nhưng trông vẻ ngoài vẫn rất đáng sợ. Thiệu Nhất Chu vẫn cực kỳ đề phòng họ trang, len lén hỏi cố đại sư. ở à, đại sư, cô thật sự là muốn đi cùng với gã vào mộ huyệt sao? Cố phi âm đương nhiên gật đầu, đây là cơ hội trời ban, làm sao cô lại bỏ lỡ? Thiệu Nhất Chu nói, này cô không sợ hắn dùng thủ đoạn à, nếu như hắn cố ý dẫn cô đến một nơi nguy hiểm để hại cô thì làm sao? Cô tùy bắt quỷ lợi hại, nhưng dù sao cũng là người bình thường, không thể nào mà xuyên tường bay như chúng, nếu như xảy ra chuyện thì đến lúc đó là phiền toái to đó. Cố Phi Âm suy nghĩ, tên họ Trang này khá ghê gớm, không chừng sẽ cố ý dẫn cô đi đường vòng thật, thế nhưng không sao. Họ Trang cũng không thể nào trốn thoát được. Tài sản của họ Trang chắc chắn là có không ít Chỉ mình cô không mang về hết được Yên tâm đi Họ Trang không làm gì được tôi đâu Thiệu Nhất Trù khép miệng Thấy cố đại sư đã quyết định Cho nên anh không dám nói nhiều nữa Anh lắp bắp do dự một hồi Rốt cục nói Vậy vậy tôi có thể Tôi có thể trải chân Nằm dưới đất ngay bên cạnh cô Có được không Cố phi âm nhướng mày Ê, là, là tôi sợ lắm Tôi tôi không dám ngủ một mình đâu Người đại diện lập tức nói Cả tôi nữa tôi có thể ngủ cùng không Thiệu nhất chu liếc anh ta Người đại diện cũng nở nụ cười thật thà Chị cố thật ra sao cũng được Bởi vì ngủ chỗ nào chả là ngủ Người đại diện Thiệu nhất chu liền mang đồ tới Trải chăn ngay bên dưới giường của cố đại sư Do hôm nay trải qua quá nhiều chuyện toàn là những chuyện kinh khủng cho nên nằm một hồi vẫn không ngủ được luôn cảm thấy lần đầu tiên mình được mở mang tầm mắt người đại diện nói này lúc cậu mất tích ở đại long sơn có phải là do bị tên họ trang bắt phải không chuyện đó là tuyệt mật những người ở đó đều phải ký vào tờ cam kết với cấp trên không được phép tiết lộ cho bất kỳ ai ngay cả cha mẹ ruột cũng không vì vậy người đại diện hiển nhiên là không biết vụ này tuy nhiên hiện tại cũng không cần giữ bí mật nữa dù sao đêm nay họ đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi thiệu nhất châu gật đầu ấy ban đầu họ chàng bị bắt rồi không biết vì sao mà gã lại trốn thoát được người đại diện hốt hoảng không chỉ cảm thán trên đời này thật sự có quỷ mà còn là quỷ háo sắc bị tình yêu u mê đầu óc ngoài ra còn cảm thán một người đàn ông hơn 30 tuổi như mình Vậy mà vẫn ngủ dưới đất Ở cửa phòng của người khác Đúng là sự đời thay đổi Lúc này Hai người đều không ngủ được Nói chuyện một lát thì cảm giác đói bụng Bèn gọi đồ ăn khuya Bọn họ gọi là đồ nướng Còn gọi riêng hai chai bia ra để nhắm Ăn đồ nướng thì chắc chắn không thể thiếu cố phi âm Cô ngửi thấy mùi đã bò dậy Mặc dù trước đó đã ăn một cánh tay quỷ Nhưng chưa no với lại đồ ăn thơm như thế làm cô thèm đến chảy cả nước miếng. Ngẫm lại một chút, quả thực là lâu rồi cô không có ăn đồ nướng. Bởi trong nhà có cá có thịt, cô còn phải ra ngoài ăn làm gì, như vậy quá lãng phí. Thiệu nhất chu quả nhiên là tiền nhiều như nước, cô ăn đồ lươn nướng cũng chỉ dám mua vài sâu ăn cho đỡ thèm. Vậy mà thiệu nhất chu mua mấy bó lớn, không những là ăn cho đỡ thèm mà còn định ăn no tỉ như là khoai tây, ngó sen, rắc rau hẹ. Ba bốn xiên, còn có thịt bò, thịt heo, thịt dê, chân gà, chân vịt, lưỡi vịt, cá mực, không thiếu một món. Ngoài ra, còn gọi thêm hai phần tôm hùm chua cay và hai phần cả nướng. Tôm cô đã từng ăn, nhưng cả nướng thì là lần đầu tiên. Cả nướng than vừa non vừa mềm, bên trên phủ các loại gia vị như tỏi băm, rồi thêm cả mấy môi đậu tứ xuyên tiếp đến là thêm ớt sa tế tiêu lại thêm cả chút gia vị ăn vừa đào đều trải hết cả gia vị nướng đều tay lúc đó ăn sẽ cực kỳ ngon miệng cuối cùng kết thúc công việc bằng cách rắc thêm một chút hành lá bột thì là vừa thơm lại vừa bắt mắt lấy đũa gắp một miếng cà chấm vào sốt cảm nhận hương vị tuyệt vời ngon thực sự đến phát khóc Cố phi âm một hơi, đã ăn xong một xiên cà nướng, lại còn gặp một cái chân gà, lưỡi vịt, thịt bò, thịt heo, đến nỗi miệng nhòe nhoét cả dầu mỡ. Cố phi âm thấy cực kỳ vui vẻ. Chuyến ra đi này không uổng công, cơ mà cà nướng này thật đắt, đến 15 tệ một xiên. Lúc về mua thêm mấy xiên cà, cô về tự làm ăn tuy mò mẫm hơi khó thế nhưng có con ma điên bính bính và bà lão lau công mấy ngày qua họ cũng đã nấu nướng quen tay chỉ cần có đủ gia vị mình làm ra ăn hẳn là cũng ngon chỉ là hơi lãng phí khí ga để đốt một chút sáng sớm ngày hôm sau cố phi âm đi qua chỗ hai anh bạn đang ngủ sau đó gọi họ dậy lên tầng năm khách sạn ăn thêm bút phê tâm hai anh chàng kia đi ngủ muộn rốt cục khi trời sắp sáng họ đã vững dạ liền lăn ra ngủ trồng vó ngáy vang trời cố đại sư dậy lúc nào họ cũng không biết được cô kéo theo họ trang cùng đi nữ quỷ áo đỏ hiển nhiên là cũng đi theo bởi vì bây giờ cô nhìn không rõ cần phải người bảo vệ bên cạnh cố phi âm đến phòng ăn cầm bát cháo thịt trứng muối ngoài ra còn lấy thêm một chút rau hoa quả và cả một cốc sữa bò nóng cháo thịt trứng muối ăn cực kỳ ngon. Nấu chín vừa thơm vừa đặc, ăn kèm với dưa leo, trộn rau xanh hoặc súp lơ xào, đặc biệt là khi ăn với cơm, một hơi có thể ăn đến 3 4 bát to được. Cô vui vẻ thưởng thức, đột nhiên xoay bên cạnh có người tới ngồi, Cố Phi Âm liền nghiêng đầu nhìn. Người đàn ông kia khi tới thấy được mỗi lưng của cô gái tóc dài gã cảm giác người này mặc đồ thật là thô sơ nhất định là kẻ nghèo bởi vì nhìn cái áo bông và đôi giày vải chắc chỉ độ mấy chục tệ gã thậm chí còn chẳng thèm nhìn bây giờ cô gái tóc dài đột nhiên nhìn về bên này đôi mắt đen như mực không thấy có một chút ánh sáng gã giật nảy mình, phía sau lưng lạnh toát, nhưng thói quen tự cao tự đại không cho phép mình bị một cô gái dọa sợ. Gã cười lạnh một tiếng, đang ăn cơm còn lẩm bẩm. Có những người, chả biết là dùng thủ đoạn gì mà vào được nơi sang trọng như thế, bây giờ lại đang nghĩ cách giở trò sao chứ. Cố Phi Âm nhìn gã, miệng cắn quả dưa leo. "Này, mày nhìn tao làm cái gì, hả?" Nhìn tao mà không nói gì? Mày bị câm đi à? Gã vừa nói xong câu đó, thì cô gái tóc dài duỗi cổ nhếch môi, vẻ ngoài u ám nhưng lại rất thật thà. Cô nói, này, hình như là anh đang ngồi lên người ta đó. Người đàn ông trợn mắt, gã kinh ngạc nhìn sang trái rồi nhìn sang phải. Làm gì có người ta, ở ghế ngoài gã ra thì có ai đâu. Gã trột dạ, luôn cảm thấy ở cổ lạnh lẽo, Cô, cô nói bậy nói bại cái gì đó, à, ở đây làm gì có có ai đâu, cô đừng tưởng làm vậy thì sẽ gây được sự chú ý của tôi. Có mà, anh đang ngồi lên người cô ấy đấy. Cô ấy nói, mình tên là Phương Thấu Ngọc, có quen biết với anh đã lâu đó. Gã chỉ thấy cô gái tóc dài khẽ nhếch miệng, nhưng lời nói khiến cho khá kinh hãi. Khi bị cô nhìn chầm chầm, bằng cái nhìn âm u, gã cảm thấy toàn thân nổi hết da gà. Anh biết cô ấy à? Gã đừng nhìn biết Phương Thấu Ngọc, nhưng Phương Thấu Ngọc và mà gã biết đã chết nhiều năm, chính gã còn nhìn thấy cô bị hỏa táng thành một đống tro cốt, bây giờ làm sao lại ngồi lên người cô ta? Chẳng lẽ là mấy năm qua cô luôn đi theo gã? Trong phút chốc, người đàn ông dòng dòng đổ mồ hôi lạnh. Suýt nữa làm rơi cả cái bát. Hắn tức giận, "Cô cô cô là ai?" cô nói mấy câu đó định dọa tôi đấy phượng 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 thống ngọc là ai tôi không biết cô cô nói như vậy là có ý gì muốn đe dọa tôi phải không tôi nói cho cô biết ông đây không có tiền đâu cũng không có tiền cho các loại lừa đảo như cô đâu nữ quỷ áo đỏ xì một tiếng khinh miệt người đàn ông này ghê đấy loại chuyện ăn vạ mà còn làm bài bản như thế không biết đã hại bao người cố phi âm gật gật đầu cô nói đúng họ trang liếc mắt nhìn xuống nữ quỷ áo đỏ đập cho một cái vào gáy họ trang tức giận nhưng không dám nói gì cả tổn thương ngồi mếu máu dưới đất không sai địa vị của họ trang bây giờ thấp đến nỗi không cần được ngồi ghế chỉ có thể ngồi xổm như vậy người đàn ông thấy cô gái tóc dài nói với khoảng trống ở bên cạnh cô nói đúng chốc chốc lại quay sang nhìn gã chằm chằm anh ta nói không biết cô Còn nói cô lừa đảo kia Đây là ý gì Cô gái tóc dài này là đang nói chuyện với ai Trong chớp mắt Gã chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát Một loại dự cảm không ổn Tự nhiên dâng lên Không ổn rồi Cô gái tóc dài này thực sự là rất kỳ quái Nhất định là phải mau chóng rời khỏi đây Gã lập tức đứng lên Ném cái đũa xoay tiếp rồi rời đi Nhưng gã vừa đi được hai bước Lại cảm giác như có thứ gì ghìm chặt lấy cổ Khiến cho gã thở còn khó Khuôn mặt của gã bị nghẹt Đến nỗi tím như gan heo Gã cố nén đi tiếp vài bước Thì cuối cùng trợn trắng mắt Ngã vật ra đất Người đàn ông này gục xuống Mấy người bên ngoài lập tức kêu lên Này không xong rồi Có, có, có người ngất xỉu rồi Nhân viên phục vụ khách sạn lập tức chạy tới Vừa gọi điện thoại xe cấp cứu Vừa ngồi xổm xuống hỏi thăm Này này anh Này anh Anh không thoải mái ở đâu sao Này anh có, có, nghe thấy, có nghe thấy chúng tôi nói gì không Khuôn mặt của người đàn ông đỏ bừng Hai tay ôm cổ Hình như muốn gỡ thứ gì từ trên cổ xuống thế nhưng trên cổ ngoại trừ một cái sợi dây chuyền vàng thô to thực sự là chẳng có gì cả thế nhưng mấy người phục vụ kia cũng giúp gã gỡ cái dây chuyền xuống chỉ là vẫn không giảm bớt được cảm giác khó chịu gã liều mạng dãy ruộng. đau đớn không thôi một người phụ nữ lúc này đi hóng chuyện đột nhiên kêu lên cô ta hoảng sợ mọi người nhìn xem ở ở, ở trên cổ của anh ta xuất hiện một cái dấu tay kia chỗ nào còn mẹ nữa chứ này thực sự là bị người ta bóp cổ hay sao quả thật đám người chăm chú quan sát ở cổ người đàn ông xuất hiện mấy cái dấu tay đen xì xì mờ mờ trông như là một thứ gì đó không ổn người giúp gã cởi dây chuyền lúc này cũng sợ run giọng nãy rõ ràng trước đó không thấy dấu tay tại sao lại xuất hiện ở đây chứ hơn nữa nhìn dấu tay cũng không giống như là người đàn ông tự đưa lên bóp cổ mình nếu như không phải là do gã vậy thì là do ai ai bóp cổ lẽ nào là do những thứ không sạch sẽ hay sao có người nói này liệu có phải là do ma không này là ma thắt cổ phải không nếu không thì làm sao giải thích được không phải đâu, trên đời này làm gì có ma Nên tranh thủ thời gian Đưa vào bệnh viện thôi Tôi nhìn thấy anh ta dường như là sắp chết ngạt đến nơi rồi đó Lần này thì người đàn ông rất sợ Bởi vì thực sự Gã có thể cảm nhận được Là có một đôi tay đang bóp lấy cổ mình Bàn tay cực kỳ lạnh và cứng Giống như là của xác chết Gã lại càng thêm kinh hãi Gã bỗng nhớ tới Lời của cô gái tóc dài nói, cô ta nhất định là nhìn thấy gì đó, chắc chắn là cô ta nhìn thấy gì đó rồi. Người đàn ông không biết lấy đâu ra sức lực, dùng tay đẩy người trước mắt, gã trồm dậy bò về phía trước. Nhóm người giạt ra hai bên, lúc này gã nhìn thấy cô gái tóc dài đang ngồi ở bàn. Cô kiêu ngạo ngồi đó, đôi mắt đen như mực, trống rỗng nhìn gã chằm chằm rõ ràng trông vẻ ngoài rất âm u thế nhưng lại cuồng vọng tự đại tựa như là nhìn đời bằng nửa con mắt cứu tôi với xin cô xin cô cứu tôi với cứu tôi với trời ơi trời ơi gã không thở được nước mắt bị ép chảy xuống khuôn mặt núc ních trông rất chật vật khổ sở cho dù gã khoác lên người bộ đồ mấy chục vạn Nhưng bây giờ trông cũng hết sức thấp hèn và bẩn thỉu Cứu tôi với, cô cứu tôi với Cô muốn gì cũng được, làm ơn cứu tôi, cứu tôi Cố phi âm không hiểu tình huống hiện tại của người này ra sao Chỉ nghe giọng nói gã là biết không tốt Nữ quỷ áo đỏ bên cạnh châm chọc trước đó Còn khăng khăng Nói là chúng ta có bệnh Bây giờ mới biết xin tha sao Mình gây ra chuyện Thì nhận luôn có phải là tốt không Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Đúng là cái đồ cạn bã mà Người đàn ông bỏ tới chân của cố phi âm Cái chán đã quỳ xuống lại muốn nứt toát Con mắt muốn trợn cả lên Đau khổ nói Cứu tôi <laughs> Làm ơn Làm ơn cứu tôi với Cứu tôi với Trời ơi Trời ơi Gã ngẩng đầu Chỉ thấy cô gái tóc dài âm trầm Không có ý tốt nói Tôi không cứu được đâu Anh phải đi cầu xin Phương Thấu Ngọc ấy Đám người nghi ngờ nhìn người đàn ông đang khóc lóc Lại nhìn cô gái tóc dài kỳ quái Không hiểu là họ đang nói cái chuyện gì Lúc này chả nhẽ lại không đi cầu cứu bác sĩ này đây là chuyện gì vậy tại sao cô gái tóc dài kia nhìn đáng sợ như thế này đúng vậy tại sao người đàn ông này lại cầu xin cố là sao người đàn ông cảm thấy tuyệt vọng vô cùng cầu xin phương thấu ngọc tha cho thế nhưng phương thấu ngọc sẽ bỏ qua cho gã hay sao gã còn nhớ rõ đêm hôm đó trời mưa rất lớn gã và mấy ông chủ ăn lên hoan đến khuya uống cỡ mấy chén Đến khi lái xe về nhà Gã chóng mặt ngủ thiếp đi Cho đến khi có tiếng va chạm Làm cho gã giật mình Gã mới biết là mình đụng vào người ta Mà gã đụng vào một người qua đường bay ra ngoài Lúc này nhìn trời đã tối Trên đường chỉ còn lác đác vài người Trời thì mưa Ngay cả đường nhìn còn chẳng rõ Mồ hôi của gã đã ướt lạnh Thậm chí không dám xuống xe Gã dẫm chân ga Bỏ luôn người bị tai nạn nằm đó mà chạy về nhà. Ngày hôm sau, cảnh sát đến tìm hỏi tội gã. Cuối cùng, ngồi tù lại chính là người tài xế của gã, bởi vì gã cho ông ta một trăm vạn thế thân. Gã làm sao có thể ngồi tù chứ? Chuyện đó là gã vô tình thôi. Nếu như gã phải vào tù, công ty của gã sẽ ra sao? Và lại chuyện làm ăn nhiều như thế Làm sao mà bỏ hết được Nghĩ đi nghĩ lại Gã liền gọi điện cho tài xế Để cho ông ta nhận tội thay Tài xế vốn nhà đã nghèo Gã cho ông 100 vạn Để ông có thể mua được một căn nhà tốt hơn ở quê Bọn họ coi như là thỏa mãn nhu cầu của nhau Hai bên đều có lợi Đã qua nhiều năm Đến nỗi gã cũng sắp sửa quên đi gã không bao giờ nói điều này cho bất kỳ ai ngay cả vợ gã cũng không biết được tội lỗi của gã bây giờ không ngờ lại bị một cô gái tóc dài kỳ lạ vạch trần như vậy đôi tay của gã lúc này càng xiết cổ thêm mạnh nhưng gã không có bóp chết ngay chuyện ly kỳ như vậy nhưng xem ra lại giải quyết rất đơn giản khi thấy gã đã quá tuyệt vọng trước mắt thình lình hiện lên một cái bóng mơ hồ là một cô gái hết sức gầy yếu toàn thân cô ướt sũng trên tóc bê bết nước không đấy không phải là nước mà toàn là máu máu chảy tí tách nhỏ xuống trên mặt của gã trên mặt của cô gái đã bị thủng một cái lỗ to một nửa người bị cán phẳng lì Đặng mắt trợn trắng Không còn sức sống Tất cả đều bùng lên sát ý đên cuồng Đây Đây chính là phương thấu ngọc sao Người đàn ông rốt cục cũng sụp đổ Bị dọa đến đái cả da quần Rôn rôn dày dày Không phải tôi Không phải tôi mà Xin cô Xin cô tha mạng cho Ánh mắt của nữ quỷ biến đổi máu từ trên người chảy xuống tích thành vũng ông đâm xe vào tung sao không quay lại xem sao không cứu tôi tôi còn chưa chết tôi vẫn còn cứu được vì sao không cứu tôi vì sao con gái của tôi còn nhỏ như vậy nó mới có mười lăm tuổi con tôi tôi không nỡ bỏ con tôi mày đáng chết mày, mày đáng, đáng chết Tao muốn giết mày Tao muốn giết mày Không Đừng Đừng mà Đừng có giết tôi Đừng có giết tôi Người đàn ông đã sợ đến nỗi Thân thể rôn lên bần bật Hùng thủ giết cô Đã đã, đã bị đi tù Đã bị đi tù rồi Không phải là tại tôi Không phải là tại tôi Tìm ông ấy mà báo thù Cô đi tìm ông ấy mà báo thù Nữ quỷ nghiêng người tiến lên con mắt đã chảy xuống huyết lệ Nhìn gã chằm chằm Chỉ hận không thể ăn thịt gã Là mày Mày giết tao Là mày nâm xe chết tao Tao nhìn với tận mắt Là mày Chính là mày Không 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 Trong lúc đó Đám người hỗn loạn gào thét Ánh đèn lập lòe tắt ngúm ở trong phòng trở nên vô cùng tăm tối không biết là ai ngã xuống đất tay như sờ vào thứ gì đó dinh dính anh ta bật đèn điện thoại di động lên soi thì kinh hoàng nhận ra là một vết máu anh ta kinh hãi có người xảy ra chuyện hay là có vấn đề gì khác ngay tại thời điểm mọi người còn đang nghi ngờ thì trong bóng tối phát ra một giọng nói là mày giết tao là mày Là mày Giọng nói này giống như vọng lại từ hư không vậy Trong nhà ăn Hơi thở u ám Tựa như có quỷ xuất hiện Làm cho đám người sợ đến kinh hồn táng đạp Ánh đèn flash điện thoại Lập lòe ở khắp nơi Dọi lên gương mặt kinh hãi của mọi người Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra chứ Không biết được Này, này, Mau bầu rời khỏi đây Tất cả rời khỏi đây đi Cái khách sạn này thật là kỳ Thật là kỳ quái Có tiếng tí tách nhỏ xuống Nước từ trên trần nhà Có người đưa tay ra hứng Nhìn kỹ thì không ngờ lại chính là móng Ông ta bị dọa đến nỗi chân mềm nhũn ngã vật ra Cẩn thận đó Giọng của người phụ nữ từ đằng sau vọng đến Người đàn ông nhìn lại là một cô gái trông âm u rũ mái tóc dài lạnh lẽo, lộ ra hàm răng trắng phếu. Dậy đi, máu tràn đến nơi rồi đó. Các người đừng sợ, cô ấy rất biết phải trái, chỉ tìm kẻ thù để báo thù thôi. Người đàn ông nghiến răng ken két cúi đầu nhìn, quả thực là vũng máu đang chảy xuống dưới chân ông. Cuối cùng ông ấy không nhịn được lăn ra hôn mê bất tỉnh. Người đàn ông cảm thấy không ai quan tâm đến gã Còn bị cảnh tượng quỷ quái dọa cho hồn phi phách tán Sau cùng gã mặc kệ công ty và tiền Quỷ gối lạy xin tha thứ Tôi sai rồi Tôi sai rồi Là tôi tôi lái xe đâm vào cô Nhưng tôi không cố ý mà Tôi hối hận tôi hối hận lắm rồi Xin cô tha cho Tôi, tôi, tôi xin cô Đáng lẽ tôi không nên bỏ mặc cô lại Tôi không nên bỏ trốn Cả không nên tìm người chịu tội thay Tôi xin cô Tôi tha Tôi sai rồi Tôi tôi sẽ cho người chăm sóc con gái cô Tôi sẽ cho cô một khoản tiền Tôi nhất định sẽ đến sở cảnh sát tự thú Để tôi đi tự thú Tha cho tôi Tha cho tôi để tôi tự thú mà Xin cô Những người xung quanh Bị tin này làm cho chấn động Mọn bọn họ không nhìn thấy nữ quỷ phương thấu ngọc kia chỉ có thể nhìn thấy tên béo tốt này lê lết cầu xin tha thứ. Thần trí lúc này đã mơ hồ, còn khai luôn ra cả chuyện đâm chết người ta, tìm người thế tội. Này thằng này thật là quá đáng. Bên ngoài thì giống người nhưng bên trong giống như con chó vậy, là kẻ gây chuyện bỏ trốn. Gã bây giờ có lẽ như là bệnh tâm thần rồi, gây chuyện bỏ trốn cho nên áp lực tinh thần quá lớn, luôn muốn người bị hại đã chết về báo thù. Thằng này hoang tưởng rồi, hoang tưởng cũng đáng đời. Nếu gã không làm chuyện xấu Thì cũng không bị như thế này Này mau gọi điện báo cảnh sát đi Loại người này nhất định phải bắt lại Vậy là một cái kết viên mãn Không chỉ vào bệnh viện Còn được đưa đến cục cảnh sát Quần chúng nhiệt tình đã gọi điện báo án Thời điểm thiệu nhất chu và người đại diện Xuống ăn điểm tâm Nhìn thấy cảnh sát đến bắt một người đàn ông đi Mọi người vẫn còn đang thảo luận ở Mỹ sôi nổi, nói gã này gây tai nạn bỏ trốn. Vừa rồi không biết vì sao, trước mặt tất cả mọi người khai sạch. Nhắc tới cũng lạ. Rõ ràng trước đó, bệnh đến nỗi thở không nổi. Vậy mà không biết tại sao, khi vừa nhận tội thì lại tốt hơn. Thiệu Nhất Chu lấy một chút trái cây, salad và một cốc sữa bò, nghi hoặc ngồi xuống bên cạnh chị Cố. Hiện tại cô đã ăn xong điểm tâm, lên nói. Chỗ này có quỷ đó, thiệu nhất Chu trợn mắt người đại diện của thiệu nhất châu cũng trợn mắt hai người dứt khoát ngồi sát ở bên cạnh cô nhìn lại ở phía trước vô cùng trống rỗng lập tức họ run cầm cập họ nghĩ mình cũng thật là trâu bò ngồi ăn chung bàn với cả quỷ thiệu nhất Chu ăn một quả cà chua à, 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 cô, cô 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 đại sư Vừa rồi, vừa rồi xảy ra cái cái chuyện gì vậy? Cố Phi âm nói là có một anh bạn nhỏ gây tai nạn rồi bỏ trốn, cô bạn nhỏ bị anh ta hại chết trở về đòi mạng thôi. Thiệu Nhất Trù chắc cạn lời, có lẽ là anh không nên biết thì sẽ tốt hơn. Người đại diện cũng cạn lời. Vị trí đầu tiên là nữ quỷ áo đỏ, vị trí thứ hai chính là cô bạn nhỏ đến đòi mạng hay sao? Họ trang thì không có chỗ ngồi, đương nhiên là không thể ngồi ở bàn ăn cơm. Không được coi là việc trong phạm vi. Lúc này Phương Thấu Ngọc nhìn không còn vẻ ghê giận như lúc trước. Chỉ có mỗi phần là toàn thân ướt sũng, máu khắp nơi. Cô ngượng ngùng lau máu ở trên mặt nói. Xin lỗi, đã quấy giày cô ăn cơm. Cố phi âm không thèm để ý, khoát tay nói. Chuyện nhỏ này làm sao có thể quấy dày cô ăn cơm được trời có sập xuống thì tuyệt đối cũng không thể nào quấy dày được cố phi âm ăn cơm nữ quỷ ao đỏ hỏi mấy năm nay cô vẫn đi theo lão sao phương thấu ngọc ừ một tiếng những năm qua cô luôn đi theo kẻ thù ngày thường muốn dọa lão đến cục cảnh sát tự thú báo thù cho mình đáng tiếc là không thành đến ngày hôm nay nhờ phúc của vị tiểu thư tóc dài dọa cho đối phương hồn phi phách tán cho nên cô mới có tranh thủ cơ hội Bây giờ chấp niệm coi như cũng đã đạt được một nửa Phần còn lại dĩ nhiên cô sẽ không bỏ qua cơ hội tốt Cô muốn chiều đãi tên đàn ông kia một trận Ở trong cục cảnh sát Phương Thấu Ngọc ngồi không lâu lắm Rồi từ biệt đi đến cục cảnh sát Còn chuyện quan trọng cô phải làm Ai cũng nói biết sai biết sửa là tốt Cho gã cơ hội thay đổi nhưng người cho kẻ phạm tội cơ hội sửa, không phải là cô hay sao? Cô vẫn chưa tha thứ cho gã. Người khác dựa vào cái gì cho gã cơ hội tha thứ? Ăn điểm tâm xong, Cố Phi Âm từ biệt bọn Thiệu Nhất Châu, mặc cho anh ta làm gì cũng không giữ cô lại được, dù sao cô còn biết bao nhiêu việc phải làm. Chuyện gì, chuyện gì phải làm đại sư, tôi sợ lắm, không có cô tôi không ngủ nổi. Tôi phải thử kế tài sản đó. Tôi sẽ đi sớm về sớm. Đừng có lo. Hẹn gặp lại. Thiệu Nhất Trù cuối cùng đôi mắt rưng rưng. Tiễn biệt Cố Đại Sư. Ở trong lòng lại chửi họ trang. Đến tám đời tổ tông. Có tiền như vậy để làm gì? Chẳng phải là để cho Cố Đại Sư tham lam đi mất hay sao? Đương nhiên lần này Cố Phi âm cũng không đi phí công. Cô vẫn nhận được 99.999 hồng bao. Cuối cùng quyên góp hơn phần nửa cô vẫn còn dư một vạn. Trước khi lên núi, cô dùng tiền mua 20 cái túi ly lông khổng lồ, loại này rất lớn, đựng tiền là vô cùng thích hợp. Ban đầu họ trang, nhiều tiền đến độ chơi trò giải tiền. Do như vậy, tiền trong mộ nhất định phải là không ít. Cố phi âm còn nghĩ, phải chăng là cô chuẩn bị hơi ít túi. Có điều không sao, túng lắm thì mình sẽ đi hai chuyến. Trước đó cô tính đem họ trang bán quách đi cho xong, sau khi bán xong thì cũng không biết Gã chính là kẻ lúc trước đã kết hôn vùng tiền Về sau cô mới biết được sự thật Ngẫm lại thì mình lỗ Lẽ ra phải lấy hết đồ ở trong mộ của gã rồi đem bán gã Không nghĩ tới Họ Trang lại chạy trốn Rồi lại bị cô bắt được Quả nhiên cô vẫn còn may chán Cố phi âm vì thừa kế tài sản Mà chuẩn bị rất nhiều Có điều khi cô vừa trở về thành phố A Thì Trương Đạo Trưởng đã gọi tới à, ờ, cố đại sư nghe nói cô bắt được họ trang rồi thật sao cô không bị thương chứ mọi người hiện tại đang ở đâu tôi tới ngày cố phi âm kêu lên tiểu trương ông chờ một lát tiểu trương cái tên gọi này thật là trợn mắt cố phi âm sau đó nói họ trang tôi tạm thời chưa bán đâu đợi sau khi tìm được mộ của gã không còn giá trị nữa tôi sẽ bán cho ông nhé có được không tiểu trương lại càng thêm trợn mắt lại còn có cả thể loại này sao? Đây là kỹ năng thần thánh gì vậy? Trường đạo trưởng ngạc nhiên hỏi. À, à, cô đại sư, cô, 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 cô muốn vào sao huyệt của họ trang thật sao? Đúng vậy. Dù sao khi gã chết, đồ vật ở trong mộ có ai dùng đâu. Đây chẳng phải là để lãng phí hay sao? Họ trang ở bên cạnh, lầm bầm. Ta còn chưa có chết. Đừng có nói như vậy. Ta cảm thấy nhục lắm. Trường đạo trưởng lau mồ hôi. "Ê cô đại sư, tên, tên 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 họ Trang này rất để tiện và xảo trá, cô cô đừng để là bị nờ lửa nhà cô đi một mình sao?" "Một mình? À, một mình tôi thôi, còn có rất nhiều tiểu quỷ đó." Cố Phi âm muốn đi thăm dò xảo huyệt của họ Trang, một mình cô đi thì chắc chắn là chẳng cầm được nhiều. Nhiều đồ như vậy vấn đề là không ai vác, cho nên cô mang theo đám quỷ làm bạn đồng hành. Còn mà Điền Bính Bính, bà lão lao công cũng muốn đi theo cô. Con quỷ không đầu, con quỷ của tay cũng vậy. gì trung niên thì không đi được vì còn bận trông con. Thôi thì để lại trong nhà. Nữ quỷ áo đỏ mấy ngày nay không được đánh tên đàn ông cặn bá ở bệnh viện. Nhưng cô sau này quay về đánh bù cũng được, cho nên cũng đi. Mặt khác, còn đi đến khu biệt thự tìm thêm vài con quỷ lợi hại như vậy thì miễn cưỡng có thể khiêng cô đi. Chuyến đi này thù lao chắc chắn là phải có. Dù sao cũng không thể để quỷ làm không công mãi. Chuyện này rất quan trọng. Hai mươi mấy con quỷ đều đến nhà cô để bàn bạc. Họ trang cứ trơ mắt, nhìn bầy tiểu quỷ và cô gái tóc dài thương lượng chia tài sản của gã. Còn gã khi không còn giá trị lợi dụng sẽ bị bán đi để lấy tiền. Lúc này có lẽ chỉ có con ma ra là có thể đồng cảm với họ Trang. Hai ngày đã hết, cố phi âm đeo cái túi, chống gậy đi ra cửa. Lần này địa điểm chính là thành phố E. Họ Trang là dạng thỏ khôn có ba hang. Đương nhiên trong mấy năm nay không chỉ có một ngôi mộ ở trên Đại Long Sơn. Ít nhất gã còn có một ngôi mộ dự trữ để cho việc Đông Sơn tái khởi. Thua keo này, ta bày keo khác. trước kia khi ra ngoài cố phi âm mang theo một chút đồ ăn lúc này ngay cả thức ăn khô cũng không mang trong túi toàn là những bao lê lông đựng tiền đói bụng thì kéo họ trang đi ăn như vậy còn tiết kiệm tiền rất đáng giá nghe nói hang ổ thứ hai của họ trang nằm ở trên đại hoa sơn ngay gần thành phố e đó cũng là một ngọn núi nổi tiếng nó không giống như đại long sơn nổi tiếng nhờ quay phim mà được biết đến nhiều bởi phong cảnh xinh đẹp, sơn thế chập trùng. Có không ít người thích đến đây để le leo núi, coi như là thắm cảnh. Cô phi âm đứng ở dưới chân núi, cũng chẳng có tâm tình ngắm nghĩa. Dù sao bây giờ cô cũng mù. Huống chi, trong lòng của cô lại đang tràn ngập chờ mong đến tiền. Có điều con đường núi này đi rất loằng ngoằng. Cái mộ mà nơi họ trang giấu tiền khẳng định là ở một chỗ bí mật. Lúc cố phi âm đi Vẫn là nhờ con ma điên bính bính Và bà già lao công thay nhau cõng cô đi Tên họ Trang mấy lần sử dụng chiến thuật Câu giờ Muốn đi lòng vòng để tranh thủ cơ hội chạy trốn Nhưng hắn phát hiện Cho dù là hắn làm cách nào Cô gái tóc dài này cũng chẳng nói gì Cô đói bụng liền muốn ăn gì đó Thỉnh thoảng túm lê hắn Gặm một miếng Cho nên họ Trang càng ngày càng bê bết mắt thấy tay chân đều sắp không còn nữa hắn thật sự không dám nấn ná cuối cùng chỉ sợ càng câu giờ cô gái càng đói chẳng phải đến lúc đó sẽ ăn thịt hết luôn hay sao nghĩ như vậy hắn hận không thể vả cho mình mấy cái đây không phải là tự mình đi tìm đau khổ à sớm biết như vậy chi bằng là nhanh chóng mang cô gái tóc dài này đi đến nơi cho xong không chừng còn có thể giữ lại được cái chân của mình. Họ chẳng ủ rỗ. cúi đầu, cảm thấy tuyệt vọng. Ê, ở ngay phía trước, tôi nhớ ở đó có cái sơn động, chính là lối vào. Bình thường tôi không đi đường này, toàn là xuyên tường mà đi thôi, cho nên tôi không chắc lắm. Có lẽ, cái này cô phải tự tìm rồi. Nữ quỷ áo đỏ vông tay vụt một cái, kỹ thuật vụt người hay vụt quỷ đều là hạng nhất. Tay cầm roi ra, rất lưu loát. Ông cũng đã mang chúng tôi đi lòng vòng không ít rồi. Đừng có bày trò. Cẩn thận tôi vụt trong hồn phi phách tán. Ngay cả con ma đen bính bính và bà lão cũng quay lại nhìn chằm chằm vào họ Trang. Bộ dáng không hài lòng. Con quỷ không đầu và con quỷ cột tay thì tạm được. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên từ khi thành quỷ đến giờ họ được đi chơi. Cảm giác bay nhìn ngắm mọi thứ cũng tốt. Cố phi âm giật giật cái dây thừng, vụt cho tên họ trang một trận đến no đòn. Không những đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ, còn dọa cho đám yêu ma quỷ quái sợ hãi. Tên họ trang mếu máu cầu xin. Ê, à, tôi nói là thật mà sự thật ở ngay phía trước cô vào là nhìn là biết tôi không có lừa cô tôi không có lừa cô bà cô của tôi ơi tôi làm sao dám lừa cô chứ cố phi âm nghĩ đánh cho họ trang đến nỗi mắt mũi đã bị lệch cả đi còn mỗi cái miệng là vẫn còn méo máu nếu như ông còn dám gạt tôi lại đánh tiếp đó nghe chưa cố phi âm trèo lên lưng con ma đen bình bính đi về phía trước hơn trăm mét quả nhiên nhìn thấy một vách đá phía trên bị bao phủ bởi dây leo còn hang động thì phải tìm cẩn thận mới thấy ông xác định thật sự là trên núi này chứ họ trang méo máu gật đầu Ê, tôi, tôi 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 nào dám lừa cô mỗi một lần tới đây tôi đều đi đường này cố phi âm hài lòng gật đầu lúc này mới bắt đám tiểu quỷ đi tìm sơn động Sơn động nằm ngay dưới đống dây leo chẳng chịt ở dưới kia. Cố phi âm đứng ở cửa động, xem xét một hồi. Bên trong tối như mực, mờ mờ hồ hồ. Cô cũng không nhìn rõ bộ dáng. Nghĩ một chút, vẫn là leo lên lưng con ma điên để cõng vào thì hơn. Ở trong cái mộ này không chừng còn có cơ quan, cạm bẫy và ám khí. Cô vốn không sợ ma quỷ, thế nhưng cô là người trần mắt thịt cô vẫn sợ đau đó hết tập hai mươi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại